Nãy giờ đi bộ nhiều quá nên tôi thấy hơi đói rồi ạ. Chúng ta đi ăn thử kem mật ong được không ạ? Đây là nơi bán kem mật ong mà tôi vừa nhắc đến vừa nãy. Mật ong acacia sẽ được dưới lên phần kem tươi. Tôi muốn được thưởng thức nó quá đi. Ở đây các bạn có thể thấy bên trên có rất nhiều kem và bên dưới có ngũ cốc ạ. 아이스크림 위에 뿔이 굉장히 많고 밑에는 이렇게 플레이크가 있어요. 너무 맛있을 것 같은데. 와, 진짜 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 짱 맛에 ngon lắm đây. Mật ong không quá ngọt, kem thì rất mềm, xốp và nhẹ nhàng. Wow, thật sự là rất ngon. Tôi sẽ ăn thêm một miếng nữa nhé. Càng ăn càng thấy ngon. Ăn một miếng rồi lại muốn ăn thêm miếng nữa. Chân lý càng ăn càng muốn ăn thêm. Các bạn nhất định phải thử món đồ ngọt gây nghiện này nhé. Ăn xong kem lại quay lại nhìn thì thấy một bầu trời mật ong. Không chỉ có mỗi mật ong mà ở đây còn có bán tất cả những sản phẩm được làm từ mật ong nữa. Tất cả các loại mật ong đều có mặt ở nơi đầy mê lực này. Ở cửa hàng này có cho khách thử trực tiếp rất nhiều loại mật ong có hương vị khác nhau. Tôi không thể bỏ qua việc thử chúng đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ thử vị mật ong acacia cơ bản nhé. Ở đây có một chiếc thìa nhỏ nhưng chúng ta không được thử trực tiếp bằng thìa này. Chúng ta sẽ lấy một ít mật ong bằng chiếc này và cho lên lòng bàn tay. Bây giờ chúng ta có thể thử chúng rồi đây ạ. Nó ngọt hơn rất nhiều và không bị đắng như tôi nghĩ. Ở đây còn có vị khác nữa này, tôi sẽ thử nó. Lấy một ít mật ong, cho lên bàn tay và thử nó. Sau khi thử rất nhiều loại mật ong ở đây thì tôi như tan chảy. Đây chính là khoảng thời gian ngọt ngào như mật ong. Sau khi thử thỏa thích, chúng ta cùng quay lại với con phố chính nhé. Các cửa hiệu xinh xắn dù nhìn ở góc độ nào thì cũng thấy bị mê hoặc. Đi qua những ngôi nhà truyền thống, chúng ta sẽ như lạc vào không gian của những ngôi nhà đậm nét châu Âu. Nơi đây chính là làng Floron, nơi có rất nhiều những hình nộm, những đồ trang trí vô cùng xinh xắn. Dù kinh doanh như mặt khác, nơi đây cũng là nơi để chụp ảnh. Có rất nhiều loại hoa, đồ thủ công handmade, đồ trang sức và những món ăn đường phố trong làng Floron này. Có rất nhiều cửa hàng, dường như bán tất cả mọi thứ trên thế giới vậy. Nơi đây khiến cho cả những người không thích du lịch cũng bị mê hoặc. Có quá nhiều món ngon nên chúng ta sẽ phải luôn suy nghĩ trong hạnh phúc là bây giờ nên ăn gì.